Như kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động, và anh Minh Thiện sẽ là người đồng hành với tôi ngày hôm nay. Vâng. Bên cạnh những thông tin giá cả các mặt hàng nông sản biến động trong ngày như giá cà phê Tây Nguyên, giá cam soàn miền Tây, thì chúng tôi còn có thông tin rất thú vị về một loại trà được làm từ một loại hoa mà hoàn toàn hữu cơ, giá bán 10 triệu đồng một ký. Mời bà con cùng xem trong ít phút nữa. Và trong quá trình phát triển thì tỉnh Lâm Đồng cũng đang có tín hiệu vui từ việc xuất khẩu chuối La Ba. Mời bà con cùng điểm nhanh thông tin ngày hôm nay. Giá cà phê trong nước đang thay đổi do áp lực mới từ mùa vụ mới. Nhân công thu hoạch cà phê lúc này cũng là nỗi lo của nhà vườn. Hoa kiển Sa Đéc hướng đến thị trường triệu đô, tham vọng xuất khẩu. Lâm Đồng sử dụng đèn LED thay cho đèn compact, giảm chi phí sản xuất đáng kể. Nông dân trồng cam ở đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với tình trạng thua lỗ. Và mấy hôm trước chúng tôi có cập nhật thông tin giá cam sành rất thấp do thừa hàng dội chợ. Và trong lúc này thì các nhà vườn trồng cam soàn cũng đang cùng cảnh ngộ rớt giá. Tại Vĩnh Long, cam soàn bán tại vườn cho thương lái hiện chỉ còn ở mức 20.000 đồng một ký, giảm 15.000 đồng một ký so với cách này 2 tháng và giảm một nửa so với cùng thời điểm này năm trước. Theo nhiều nhà vườn trồng cam soàn tại Vĩnh Long, nguyên nhân giá cam giảm là do vào thời điểm này, cam vào mùa thuận, lượng cam tại các vườn còn khá nhiều, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Nhà vườn thấy hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng này tăng cao nên đã mở rộng diện tích trồng loại cây này. Trong khi loại trái cây này chủ yếu tiêu thụ tại thị trường nội địa đã khiến cam dội chợ. Giá cam giảm mạnh, sau khi trừ đi tất cả các khoản chi phí đầu tư, nhà vườn thu lợi thấp hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ cam soàn giảm giá mà hiện nay cam mật giá cũng giảm sâu. Thương lái mua cam tại vườn dao động từ 6.000 đồng đến 8.000 đồng một ký. Nóng trong mấy ngày nay là giá cà phê trên thị trường. Bà con cập nhật thường xuyên thì sẽ thấy là giá cà phê liên tục thay đổi do thị trường cà phê trong nước đang đứng trước áp lực của mùa vụ thu hoạch. Hiện tại giá cà phê nguyên liệu dao động ở mức từ 35.500 đến 36.300 đồng một ký. Giá cà phê nhân xô thấp nhất là 35.500 một ký tại Lâm Đồng và cao nhất là 36.300 đồng một ký tại Gia Lai. Giá cà phê xuất khẩu loại 2 tỷ lệ đen vỡ 5% tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 1.557 đô la Mỹ một tấn, trừ lùi là 110 đô la Mỹ một tấn. Năm nay mưa nhiều nên cà phê không lo tình trạng thiếu nước và phát triển tốt, do đó sản lượng sẽ cao hơn năm trước. Thưa bà con và quý khán giả, nhà vườn trồng cà phê đang vào vụ thu hoạch hơn một tháng nay đang gặp tình trạng cà phê mất mùa rồi giá thì sụt. Trong khi đó thì nguồn nhân công khan hiếm khiến cho việc thu hoạch của bà con gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy là khó khăn càng chồng chất thêm khó khăn. Vậy thì bà con đã ứng phó như thế nào? Thông tin sau đây được ban biên tập vừa cập nhật. Người làm công hiện nay chỉ hái khoáng, và hái khoáng cũng khiến cho giá nhân công đội lên cao. Hái khoáng, người làm công thu về từ 300 cho đến 500 ngàn đồng một cày thay vì 180 ngàn đến 200 ngàn đồng một công như trước. Không chỉ giá nhân công tăng cao, thiếu nhân công cũng là vấn đề nan giải hiện nay. Hiện tại, dù đã liên hệ với nhiều nguồn nhưng vẫn không tìm được nhân công để thu hái mặc dù vườn đã chín rộ. Đắc Min hiện có hơn 21.100 hecta cà phê. Thời điểm này, cà phê đã chín rộ, cần thu hoạch kịp thời. Tuy nhiên, nguồn lao động thiếu, tình trạng khát nhân công hái cà phê khiến giá nhân công cao là nỗi lo của nông dân, trong khi năng suất cà phê lại giảm so với năm trước. Như vậy, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thu hái, nhất là chất lượng cà phê khi không thu hái kịp thời sẽ là thiệt đơn thiệt kép đối với người trồng cà phê. Quay lại miền Tây, đến với làng hoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp sẽ cảm nhận được gần đây nông dân đầu tư rất nhiều vào vườn hoa kiểng của mình. Làng hoa này đã hình thành từ lâu, doanh thu từ hoa kiểng của thành phố Sa Đéc hàng năm lên tới cả ngàn tỷ đồng và đời sống của bà con nông dân thì cũng dần khấm khá hơn vì sự phát triển của làng hoa. Và diện tích trồng hoa trên địa bàn thành phố Sa Đéc hiện nay là 520 hecta với đa dạng các loại hoa để du khách có thể chọn lựa như là hoa hồng, hoa cúc và yến thảo, cát tường, vạn thọ và ly. Nhưng mà dù có đạt được doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng vào năm 2018, thì chủ yếu giá trị mang lại này đến từ thị trường nội địa là chính. Nhiều người nhận thấy là xuất khẩu chính là mảnh đất giàu tiềm năng. Tuy nhiên, cần phải vượt qua những rào cản kỹ thuật, tạo điều kiện kết nối với các đối tác uy tín. Đây chính là trăn trở của chính quyền và người trồng hoa. Làm sao để làng hoa Sa Đéc hướng đến xuất khẩu? Mời bà con và quý khán giả cùng xem ghi nhận sau đây. Cách đây 5 năm, anh Lương Văn Thanh, ngụ xã Tân Khánh Đông, đã xuất khẩu hoa kiểng đi Hàn Quốc, nhưng chỉ được một năm thì ngưng. Theo anh, ngoài việc khó đáp ứng về kỹ thuật bảo quản hoa kiểng, thì việc làm ăn với cò cũng là lý do khiến giấc mơ xuất khẩu hoa của anh dừng lại. Mình chỉ hợp tác với hoa cò thôi.
Nó người cò đó ta dắt mình, ta nói sao thì mình nghe vậy thôi. Về cái kỹ thuật mà vệ sinh cái cây kiển á, mình không có. Mà nếu mà mình vệ sinh không kỹ á, là qua bà sẽ trả hàng về. Tuy khó nhưng người làng hoa Sa Đéc không bỏ cuộc, vẫn có người bắt đầu mở lối đi mới. Những cây sứ ánh dương này là mặt hàng hiếm hoi được cơ sở kinh doanh qua kiển Hùng Thi xuất đi một số nước. Để giữ mối liên hệ làm ăn trong 5 năm nay, thì cơ sở đã giải quyết tốt các yêu cầu gắt gao từ đối tác. Cụ thể là tuyển chọn hàng đúng quy cách, quá trình bảo quản nghiêm ngặt, đồng thời chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cho khách hàng. Không phải là mình chỉ xuất qua tới bển này, tôi bàn giao tới đó là xong. Mình không hướng dẫn, mình không chỉ lượng. Thì giữa cái liều lượng của mình ở đây, so với cái nước bên kia họ không áp dụng đúng vào, thì cái cây sứ nó sẽ chết. Thì chỉ mình, nếu mà cây sứ nó chết như vậy, mình chỉ có hợp tác thời gian ngắn được với họ. Tuy xâm nhập thị trường qua kiển nước ngoài chưa nhiều, nhưng người dân vẫn nhận thấy rất rõ giá trị chênh lệch giữa việc buôn bán trong nước và xuất khẩu. Khi mà mình xuất khẩu được mua kiển ở nước ngoài thì cái lợi nhuận nó cao hơn từ 5 đến 10%. Cái tiềm năng xuất khẩu này nó cũng rất là lớn. Phải chi mà cái nguồn hàng qua kiển này mà tìm được cái đầu ra mà chính thống á, là mình sẽ xuất khẩu được rất là nhiều. Năm 2016, cả nước có 35.000 hectare sản xuất qua kiển, trong đó giá trị xuất khẩu sắp xỉ 50 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy nhu cầu nhập khẩu của khách hàng nước ngoài là không nhỏ và còn nhiều tiềm năng. Đó cũng là miếng bánh đáng lẽ ra nên có phần của qua kiển Đồng Tháp. Điều này sẽ thúc đẩy chính quyền triển khai những giải pháp căn cơ. Kinh nghiệm sản xuất qua kiển của người dân ở Sa Đéc đã được kiểm chứng cả trăm năm nay. Chất lượng sản phẩm thì cũng không ngừng tăng lên. Cho nên, với định hướng rất rõ của địa phương, thì việc tạo dựng chỗ đứng có giá trị hàng triệu đô la cho qua kiển Sa Đéc tại thị trường quốc tế là có căn cứ. Và xuất khẩu qua kiển tại Sa Đéc, tôi nghĩ là chỉ còn nằm ở tương lai thôi, nhưng mà cũng không xa đâu anh Minh Thiện. Nhưng một khi đã chịu đầu tư chăm sóc, chăm chút để cho qua kiển đạt chất lượng hoặc là nâng tầm giá trị, thì sẽ thực hiện được giấc mơ mà thôi. Kính thưa bà con và quý khán giả, có một người phụ nữ vì mê trà qua hồng hữu cơ nguyên bông, chị đã quyết tâm sang Thái Lan để mà học cách làm, về trồng 10.000 gốc qua hồng ở quê mình. Kết quả là sau 2 năm trồng, với số vốn đầu tư lên tới 2 tỷ đồng, sản phẩm trà hữu cơ nguyên bông của chị làm ra không đủ bán, mặc dù là giá lên tới 5 cho đến 10 triệu đồng một ký. Người mà tôi đang nhắc đến đó chính là chị Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1989, quê ở Tân Lập, Phú Thọ. Nghe có vẻ thì rất là lý thú đúng không thưa bà con? Vậy thì người phụ nữ này đã làm gì với những cánh hoa hồng mỏng manh này sau khi đi học từ nước ngoài về và học cách làm trà? Mời bà con cùng chúng tôi xem một vài thông tin sau đây. Chị Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1989 ở Tân Lập, Phú Thọ, đã lập nghiệp thành công với trà hoa hồng nguyên bông, chứ không phải là trà nụ hồng thông thường. Hiện chị Tuyết sở hữu vườn hoa hồng hữu cơ để làm trà nguyên bông rộng gần 3,5 hectare. Theo chị, trà hoa hồng nguyên bông có mùi thơm, vị rất đặc biệt. Bông hoa thả trong bình trà còn nguyên dạng, giống như đang khoe sắc trên những cành hồng trong vườn. Để làm ra trà hoa hồng hữu cơ, bên cạnh giống hoa hồng làm trà, cách trồng, cách thu hoạch, cách sấy cũng là vấn đề lớn. Chị thử trồng 60 giống hoa, nhưng chỉ chọn được có 6 giống có đặc điểm bông nhiều tinh dầu, phù hợp làm trà mà thôi. Thế nhưng công việc khó khăn nhất chính là sấy trà, sao cho nhiệt vừa đủ. Trà hoa hồng sau khi sấy phải đảm bảo màu sắc giữ nguyên như hoa tươi vẫn còn đang trên cây. Ngoài nhiệt độ sấy, muốn trà ngon thì thời điểm hái cũng vô cùng quan trọng. Theo đó, trước 6 giờ hái một lần, 9 giờ hái một lần. Chọn hai thời điểm này vì lúc đó hoa hồng nở đúng độ. Phần nhụy vừa hé ra chút xíu, đảm bảo độ thơm cho trà. Hiện nay trà hoa hồng hữu cơ được cho vào các lọ nhỏ, bán với giá từ 180 đến 200 ngàn đồng một lọ tùy loại. Tính ra 1 kg trà hoa hồng hữu cơ nguyên bông của chị có giá dao động từ 5 đến 10 triệu đồng một ký. Rất may khách hàng rất thích hương vị trà hoa hồng nguyên bông hữu cơ của chị. Chúng ta có thể thấy là giá trị của một loài hoa thì không nằm ở vẻ đẹp bên ngoài, sáng nở chiều tàn, đúng không ạ? Nếu như biết nâng tầm giá trị thì chúng sẽ trở thành một thức uống rất độc đáo. Quý vị từng một lần thưởng thức trà hoa hồng nguyên bông hữu cơ chưa ạ? Vâng, và có lẽ có bà con và quý khán giả đã từng nếm thử rồi, nhưng mà có khá đông người sẽ chưa một lần biết đến vì giá trị của một ký trà này lên tới từ 5 cho đến 10 triệu đồng, không phải là một số tiền nhỏ. Xin kính chúc bà con nhà vườn có được những cái mô hình sản xuất hiệu quả của riêng mình giống như vậy. Và bây giờ là tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển. Làm sao để tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận là điều mà nông dân rất trăn trở.
Qua khảo sát và đánh giá mô hình sử dụng đèn LED trong hoa cúc tại Lâm Đồng, theo mô hình ESCO cho thấy là việc sử dụng đèn LED giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ, giúp cho nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tại Đà Lạt, có khoảng 3.000 hecta trồng hoa cúc các loại, hàng năm sử dụng điện compact loại 20W, tỷ lệ 1.000 bóng đèn compact 1 hecta để thắp sáng 8 giờ mỗi đêm và tiêu thụ lượng điện giá trị khoảng 30 tỷ đồng một năm. Nhưng nếu như sử dụng đèn LED thay thế thì chi phí sản xuất có thể sẽ giảm đến 75%. Cụ thể, nếu như 1.000 mét vuông sử dụng đèn compact mỗi tháng sẽ tiêu thụ 1.300.000 tiền điện, thì với đèn LED chỉ mất khoảng 300-500.000 đồng. Việc chuyển sang sử dụng bóng đèn LED thay thế cho đèn compact để tiết kiệm điện đang được các nhà vườn trồng hoa ở Đà Lạt áp dụng. Tuy đầu tư ban đầu là khá lớn, nhưng về lâu dài thì hiệu quả tiết kiệm vài chục lần so với đèn compact. Thưa bà con và quý khán giả, chuối La Ba là giống bản địa của Lâm Đồng, từng là sản vật để tiếng vua. Cho nên chất lượng chuối này thì sẽ không còn gì để bàn cãi nữa nếu như nhà vườn biết được cái đặc tính để mà có thể có kỹ thuật chăm sóc giống này. Một điều may mắn đang mở ra cho nông dân ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng là chuối La Ba đã được thị trường Nhật Bản chấp nhận nhập khẩu, càng khẳng định được giá trị của giống chuối này trên thị trường. Tín hiệu vui đang đến với Lâm Đồng từ giống bản địa từng bị quên lãng này. Và phóng viên chương trình có ghi nhận quy trình sản xuất và gắn bó với giống chuối này để được xuất khẩu đi Nhật của nhà vườn ở Lâm Hà. Mời bà con và quý khán giả theo dõi. Bà Đinh Thị Luận ở thôn Ngọc Sơn, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà bắt đầu trồng hơn 3 sào chuối La Ba từ hơn 2 năm trước trên diện tích 3 hecta cà phê của gia đình. Ban đầu trồng chuối, bà cũng không chắc chắn lắm về đầu ra. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, cây chuối lại là cây trồng mang lại thu nhập rất cao cho gia đình bà. Hiện nếu bán ra thị trường, giá chuối trung bình đạt 5.000 đồng một ký. Mỗi buồng chuối cần nặng 40-50 ký thì cũng có vài trăm ngàn. Thế nhưng hiện tại bà không bán trôi nổi nữa mà bán ký hợp đồng hoàn toàn với hợp tác xã chuối La Ba, Phú Sơn. Đơn vị này bao tiêu đầu ra sản phẩm ổn định cho bà con nông dân với giá 7.200 một ký chuối thành phẩm. Trồng xuống cách một tuần là tôi thấy là chuối nó lên rất là nhanh, rất là đẹp. Ai đi qua cũng phải nhìn hết. Từ đấy trở đi đến bây giờ, tôi thấy là trồng chuối này rất là mang đến lợi ích kinh tế của gia đình. Trước hết là cái công cán, nó đỡ tốn công. Đây bán cho thương lái chỉ tới chặt thôi, mình không phải đụng đến quầy chuối. Hợp tác xã cũng đến hợp đồng với gia đình tôi là mua cái sản phẩm chuối La Ba ở Phú Sơn của gia đình tôi đây. Thì cũng họ cũng hợp đồng là theo là 7.200 một ký. Hiện ở Phú Sơn, Lâm Hà có khoảng 60 hecta trồng chuối La Ba thương phẩm và hầu hết đều tham gia vào hợp tác xã. Được thành lập từ năm 2012 với 12 thành viên ban đầu, đến nay hợp tác xã chuối La Ba Phú Sơn đã có 54 thành viên, diện tích 120 hecta, phân bố khắp các địa bàn ở Lâm Đồng, chủ yếu là Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh. Là giống chuối có hương vị thơm ngon đặc trưng, nếu trước đây chỉ có thể bán được ở thị trường trong nước, thì hiện tại hợp tác xã này đã ký được hợp đồng xuất khẩu chuối sang Nhật. Có đầu ra ổn định nên hiện tại việc phát triển cây chuối La Ba đang được đầu tư mạnh. Vì trồng chuối chủ yếu phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu nên đòi hỏi chế độ chăm sóc khắt khe hơn, chủ yếu dùng phân hữu cơ để chăm sóc. Với 1 hecta và giá bán ổn định như hiện nay sẽ giúp người dân lãi khoảng 500 triệu đồng sau khi trừ đi các chi phí sản xuất. Hiện để đáp ứng đủ nhu cầu xuất khẩu, hợp tác xã chuối La Ba Phú Sơn đã tiến hành liên kết với nhiều đơn vị khác để mở rộng diện tích. Mức đầu tư cho một sào chuối chỉ khoảng 20 triệu đồng một năm. Sau một năm là đã cho thu hoạch và thu hoạch 2 tháng là bà con đã có thể thu hồi vốn nếu ký hợp đồng bao tiêu với hợp tác xã để xuất khẩu. Đương nhiên, kèm với đó sẽ là những ràng buộc về mặt kỹ thuật, chăm sóc để cho ra đời những sản phẩm đạt chất lượng cao nhất theo đúng yêu cầu mà đối tác đưa ra. Đưa chuối xuất khẩu đi Nhật, nâng tầm thương hiệu cũng như là giá trị của chuối La Ba Lâm Đồng. Đây là việc làm mà những người dân ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đang thực hiện. Từ chỗ lo lắng về đầu ra sản phẩm khi trồng cây chuối xuống, đến nay người nông dân ở huyện Lâm Hà đã hoàn toàn yên tâm khi họ có một thị trường rất rộng mở. Kính chúc bà con nhà vườn luôn làm ăn phát đạt, giữ vững được chất lượng những giống đặc sản xuất khẩu làm giàu. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin 365 ngày chuyển động ngày mai.